chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới với sự đồng hành của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Thưa quý vị, đến với chương trình Yêu Là Cưới, chúng ta sẽ gặp gỡ được hai cặp đôi, xem họ đã có những cái bước tiến triển trong tình yêu như thế nào, những cái dấu ấn gì trong mối tình của họ và họ đã đang chuẩn bị cho ngày cưới của mình ra sao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay để xem chia sẻ của họ như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Thôi bà cầm đi, giờ này nó bán rẻ nên tôi mua cho tặng. Dạ, thời gian đầu là em bị đánh. Xin mời. Đó là rực rỡ. Mời hai bạn. Rất dễ thương rồi, hai em giới thiệu về mình đi. Dạ, em là Lưu Quốc Tú, năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng. Và buổi tối sẽ em có học thêm nữa. Học thêm gì nữa em? Dạ, em đang học thêm tại khóa K7, sân khấu kịch Hồng Vân. Ồ, dạ. Rồi, đồng nghiệp tương lai. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Đàm Lê Phương Trang, cũng bằng tuổi với lại anh Tú. Và em cũng làm nhân viên văn phòng. Bên ngành ngân hàng. Nếu mà hai bạn quen nhau trong lúc mà các bạn đang làm việc chung với nhau hay sao? Quen trước đó, cách đây mười mấy năm á. Hả? Có nghĩa là tụi em đụng mặt với nhau hồi lúc mà tụi em học lớp 8, lớp 9 á. Xong rồi tụi em cũng ít có liên lạc với nhau mà chỉ có kết bạn qua Facebook thôi. Đùng cái là anh chàng này rủ em đi chơi. Khi nào là các bạn rủ nhau đi chơi? Dạ đúng ngày 20 tháng 10 luôn anh, năm 2016 á. Ủa là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ. Hai ngày quen nhau bao lâu rồi? Mới mấy tháng hả? Mới yêu nhau mấy tháng à? Dạ. Bữa đó là như thế này, em nói chung là đi làm về cũng mệt. Mà cũng có một số chuyện không có được vui. Tối cái anh chàng này ảnh gọi, ảnh kêu là đi chơi đi. Mới đầu em nói ừ cho có thôi. Ổng kêu dẫn chơi hoài vậy bà. Và để tôi điều tự dưới Bình Châu chạy lên đây. Giờ bà kêu bà không đi nữa. Cái em mới đi đi ra để mà đi chơi với ảnh. Cũng dễ thương lắm chị. Đợi tới khoảng cỡ 10 giờ mấy, 11 giờ tối á. Cái đi trên đường mà Nguyễn Văn Cừ á, người ta sắp dẹp hết quà mua 20 tháng 10 rồi đó. Em ví dụ em mượn cầm hộp quà. Nè tôi tặng bà nè, 20 tháng 10. Thôi bà cầm đi, giờ này nó bán rẻ nên tôi mua tôi tặng bà đó. Gì trớt quớt vậy? Dạ thì em cũng nhận. Cũng nói chung là lúc đó tâm trạng mình cũng không có để ý tới nhiều. Cũng thấy cha này chắc cũng chất quớ, cũng chất quớ. Em mấy ngày sau ngày nào cũng chiều tối là qua nói là rủ em đi chơi. Nói câu cũng nghe thấy men lắm. Thấy bà buồn, thôi giờ tôi qua tôi dắt bà đi chơi. Chừng nào mà hết buồn là hết thấy tôi à. Tại tôi vậy á. Ai buồn cứ kiếm tôi làm cho người ta vui xong rồi thôi tôi đi. Rồi sau cái lần đầu tiên đi chơi đó thì bạn có ấn tượng gì với lại bạn Trang không? Quá trời mạnh mẽ luôn á. Thấy mình yếu đuối luôn hả? Dạ. Không, yếu sợ. Anh ấy là một người rất là mong manh, dễ vỡ, yếu đuối, thanh nhây, nói nhiều và nói cũng chất quá. Chính xác từng từ luôn hả? Dạ. Tỏ tình đâu, tỏ tình đâu, khúc nào? Sau cái ngày 20 tháng 10 bao lâu? Bây giờ kể dạ. Đi, trời ơi, ông nhây lắm mà, ông kể lẹ đi. Ông nhây sao cái ta lẹ được? Nhây là phải từ từ. Nhây là phải từ từ, từ từ. Vô vấn đề rồi mới nhây, chưa vô biết gì đâu nhây. Ngỏ lời có mấy tháng trời luôn á, không có hồi âm em luôn. Thậm chí một cái bài nhạc á, là làm người yêu nhé. Lên cứ lên xe làm cho nghe. Người yêu ơi, yêu gì có gì sai. Rồi tới tháng 5 em lợi dụng một cái là về học lại bài tới tháng 3. Rồi, em đồng em hết là, đua rồi. Em đồng ý là chấp nhận cho Tú một cái cơ hội là tìm hiểu. Và anh ta có một cái động thái rất là man, khóc vù lu vù loa trong điện thoại. Em ơi anh cảm ơn em nhiều lắm nha. Trời vậy đó. Làm sao? Tại sao bà diễn lại coi. Lúc đó học diễn xuất chưa em? Dạ. Lúc đó học diễn xuất chưa? Dạ chưa, em coi không à. À vậy đó hả, có năng khiếu ghê ha. Có năng khiếu ghê ha. Vì trong cái thời gian qua thì cũng như em thấy anh cũng tốt, cũng qua lại này nọ. Và đặc biệt là lấy lòng được hết tất cả mọi người trong gia đình nhà em. Vì lên mẹ ngồi thủy thủ với mẹ một chút. Về ngoại ngồi thủ thủy với ngoại một chút. Với mọi người thì cứ thủ thỉ một chút vậy để mọi người cứ đánh tâm lý với em. Thì em thấy là nghĩ nhìn đi nhìn lại em thấy cũng tốt mà cũng được lòng với lại mọi người gia đình. Thì em cũng thôi cũng chấp nhận cho bạn cơ hội. Tự nhiên nó rớt. Tự nhiên nó bật ra luôn vậy đó. Không biết. Mừng quá khóc. Chắc vậy. Tức quá khóc. Không, mừng á chứ đâu có gì tức mừng. Tức tại vì tức nhỏ này mình lâu quá mà tới nay sao nó chậm dữ tới nay nó không chịu. Buộc lời luôn á. Con hát lại nữa thôi. Tự nhiên giờ em quên luôn, qua bài mới chị. Xàm thiệt luôn. Tình yêu có giai đoạn mình những bài hát. Nhưng mà cuối cùng đó là cầu hôn đó hả? Không, là mới quen nhau. Mới đồng ý à, em phải cầu hôn nữa. Tìm hiểu. Mới tìm hiểu thôi. Trời ơi, cho nghe bài khác. Nắm lấy tay anh. À, nắm lấy tay anh. Em cho nghe 2 tháng. Tới hàng năm cho một dịp là đi
đám cưới một người bạn. Thì trong quán cà phê em thấy khung cảnh rất là lãng mạn, em lấy cặp nhẫn em ăn theo. Trên quán cà phê có cái chòi, leo lên đó thì có mấy anh chị đồng nghiệp á đi cùng. Lên thì em mở nhẫn ra em mới ngỏ lời. Là có đồng nghiệp ở đó luôn? Có luôn. Đồng nghiệp của ai? Dạ đồng nghiệp của hai đứa. Nhưng mà em ngỏ lời cũng hơi lãng xẹt, là tự nhiên vừa ho vừa cứ nói một câu là ho. Làm đi chứ mình nói không có hiểu. Em ơi, em ơi, cứ ho vậy đó mà cứ phải ho từ 20 lần. Thôi rồi tôi đồng ý luôn, khỏi ho khỏi nói nữa. Vậy là em chịu luôn đó hả? Chứ giờ em đợi mọi người đứng đó mà em từ chối là biết cũng không được. Đứng gần 10 người đó. Mà em thì cũng khổ cho em biết em đang cứu thế giới mà. Nên thôi giờ lỡ rồi mình phải làm đúng chứ rồi. Trong suốt cái thời gian rồi đó, thôi yêu nhau quen nhau tùm lum la, thì là nãy giờ cũng là mới chuyện vui thôi. Còn có cái biến cố gì trong cái tình yêu của hai bạn không? Tụi em cũng có một cái dự định là đám cưới trong năm nay, cũng chuẩn bị hết, chụp hình cưới nào cũng chuẩn bị thôi chứ chưa chụp mà chuẩn bị. Nhưng mà là có lý do cá nhân nên tụi em phải buộc phải dời lại cái đám cưới đó. Phải dời lại thì phải cưới của hai gia đình ra sao? Bên gia đình của Trang á thì thấy lý do của bên em á, bên của em đưa ra là tại vì có lý do của hoàn cảnh thì giờ là lý. Do bên nhà trai chủ động em, dạ, cũng đồng ý chấp nhận. Bên gia đình Trang á nói nếu các con thương nhau thật để thời gian sẽ trả lời thôi. Chứ bây giờ các con cứ vội quá, mà thứ nhất là ổn định thì cũng tạm ổn thôi, mà tụi con đến với nhau như vậy thì thứ nhất về suy nghĩ tâm lý của em nói chung là hơi vô tư thì chưa có chín chắn lắm. Nhưng mà có những cái khó khăn gì khi mà mình chuẩn bị đám cưới rồi cũng như là khi mình quyết định dời thì nó có những cái khó khăn gì? Cái lúc mà tụi em chuẩn bị đám cưới á thì thật sự ra là em bị stress vì vừa công việc rồi vừa đám cưới vừa mọi thứ, mà ổng thì rất là vô tư, ổng không cần biết cái gì hết. Em ví dụ mà mình đi coi đồ cưới đi, anh ơi thấy cái này đẹp không, cầm thoại lên. Đẹp em, trời em mặc nào cũng đẹp hết á. Xong lướt Facebook đi lai dạo cứ vậy không. Mà vậy sao em chịu cưới chi vậy? Đừng cứu thế giới nữa hả? Coi như là mất nửa năm mới nhận lời là tìm hiểu, rồi 2 tháng sau mới nhận lời là quen nhau. Vậy thì mới có mấy tháng thôi mà nhận lời là cưới nhau em luôn. Xét ai tình đó anh? Ai xét ai? Xét gì mà xét tới 6 tháng như vậy? Ủa vậy đánh đụng người luôn á. Đánh mà lộn rồi xong rồi nó mới tới. Bây giờ cuối cùng là ai xét ai? Dạ thời gian đầu là em bị đánh. Sáu tháng sau đây bị xét đánh, xét ai tình á. Sau đó tới em bị đánh. Dạ xét đánh. Hồi lúc mà cô em quen em tìm hiểu đồ này nọ, trước cái lúc mà làm bạn gái rồi nọ thì em đã nói là rất là men và giá lắm. Nhưng mà sau khi mà giống như là được rồi á thì bắt đầu nó mới bộc lộ ra những cái tính mà yếu đuối mong manh dễ vỡ của hắn ta. Em thì em lại mạnh mẽ quá, mà còn anh ấy thì em ví dụ giờ chị Tường với anh Bảo mà thấy con chuột, ai sẽ là người nhảy đầu tiên? Nếu như có một con chuột chạy qua hai người, ai sẽ là người nhảy đầu tiên? Không, cả hai người này, riêng cả hai người này đều dạ. Sẽ ngồi lại hết. Dạ, chỉ có mình ảnh nhảy ổn lên. Trời ơi, con chuột kìa mà nó đang chết. Con chuột nó chết. Bạn thử diễn tả lại tôi coi. Con chuột kìa, chuột kìa, chuột kìa, chuột kìa. Kiểu vậy đó. Wow. Không mà không bữa nó còn yếu hơn. Mẹ giả bộ em diễn tả thôi, chứ còn, nó ghê lắm. Còn á nữa. Thôi kỳ lắm, mất hình tượng á. Ủa em có hình tượng mà. Hình tượng đàn ông, hình tượng đàn ông. Có đàn ông luôn hả? Bảy của chị không có đàn ông sao mà được. Đúng rồi, đúng rồi. Có ai cô gái mà tới 8 tháng trời không trời? Em nói thiệt, nhiều khi em cứ phải mà thắc mắc hoài luôn á. Mà có cái tật nữa là mê trai đẹp. Cái gì vậy trời? Là sao? Nhưng mà em hỏi thiệt, nhà anh có đẹp không mà sao nãy giờ không thấy gì hết? Đừng tự nhiên câu chuyện của hai người đừng đem tôi vào đây. Không, nhá, ví dụ mấy thấy... cái đẹp là sao? Vậy là sao kìa? Giống như chị gặp một người đẹp nữ, chị cũng phải ngưỡng mộ chứ. Chị cứ ôi sao đẹp quá này nọ. Còn em trai sáu múi xuống không được, em ngưỡng mộ chứ. Mà cái cách ngưỡng mộ của anh Tú thì chắc có lẽ là khác với nhiều người lắm. Khác sao em? Dạ thì thường người ta ngưỡng mộ người ta đứng người ta xin chụp hình hay là nói chuyện thôi. Mỗi lần mà thấy trai mà ngưỡng mộ là ba vô ôm. Chị Tú. Đôi khi mới cặp đôi đều quá. Đôi khi mà em đi xong rồi em có nói một câu với anh Tú là nói vui thôi. Anh ơi, ví dụ mà anh đi chơi với mấy người con gái á, em ghen em không buồn. Bây giờ anh đi với mấy người con trai vậy á, em không biết lý tư cách gì mà em ghen, mà em cũng không hiểu là em sẽ phải ghen như thế nào. Có đi chơi nguyên một đám mà có con trai, có gái, có bạn bè, hồi nữa là bạn gái hắn chỉ ngồi vậy.
Còn hắn là đi vòng vòng chơi hết với những người bạn kia, nhất là anh trai, đứng dẫn, chơi, nói chuyện. Còn bạn gái mình là vô tư, không cần phải quan tâm tâm. Đúng là bạn đang cứu thế giới đó, đúng là bạn đang cứu thế giới đó. Em cảm ơn. Cứu tiếp đi. Em cảm ơn. Cứu tiếp đi, đừng đi. Nó nghe nè, vậy còn cưới làm chi nữa? Thì bây giờ đó là người ta nói đó, sống chết có số. Đúng không chị? Giàu sang cũng có tùy khúc tùy người. Giờ em, cái số em nó khổ vậy rồi, em phải chịu. Em bây giờ nói này là em cứu thế giới. Nhưng mà bây giờ cũng phải cho người ta phản biện. Bây giờ em nói xấu lại bên này đi, bên này có tật xấu gì? Chứ nãy giờ thấy bên đây là nói xấu. Dữ. Không dữ, rồi cái đó chị thấy rồi, gì nữa không? Chỉ có cái đó thôi à. Không dữ cỡ nào, có làm gì, có quýnh cào cấu gì em chưa? Tán luôn á. Tán luôn? Là em làm gì mà người ta tán? Chơi trai. Nói chung là cái vấn đề lớn nhất của cặp đôi này là xoay quanh xung quanh trai. Thôi tôi thua rồi. Thua luôn rồi. Chơi trai bị tán luôn. Chơi về trễ, em nói xạo. Em coi đi chơi gái. Gì? Em nói em đi chơi với bạn gái, mà lòi ra em đi chơi với bạn trai. Ủa đi chơi bạn gái thì cho, mà đi chơi bạn trai thì tán. Nói xạo, tán gì nói xạo. Bây giờ chị hỏi em, ví dụ bạn trai em là đi chơi tới với trai, chơi với gái thì em cho đi chơi với ai? Thì một chơi một thì em muốn cho đi chơi với ai? Một chơi với một á chị. Đi chơi với gái đi thôi đó. Đi chơi với gái đi, tại vì em chưa có test được, phải em nhờ người khác test chứ giờ. Thôi bây giờ nè, giờ hai người nè, nhìn thẳng vô mặt nhau nè, nghiêm túc nè, mình muốn đối phương thay đổi điều gì trong cuộc sống? Bớt không giữ lại. Anh có thể nào mà anh men lên một chút xíu giùm em, mà bớt nhay và bớt đi lai dạo được không? Anh cũng men mà, tại vì nhiều khi á, hồ sơ trên khách hàng không có thì em gọi lai giùm ta đó, lai giùm đó. Anh men khi nào đâu? Ừ? Anh men khi nào đâu? Thấy lực lượng không? Không. Ở trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ hai bạn định khi nào là kết hôn lại? Dự định này tụi em giờ tới 2 năm rồi. 2 năm nữa. Hai bạn ngồi nãy giờ chia sẻ thì Tường thấy là cũng rất là vui. Nhưng mà thật sự thì Tường vẫn thấy rằng là tương lai mà để đến hôn nhân cũng còn tới 2 năm, rất nhiều sóng gió, thì hai bạn nên suy nghĩ kỹ tính tình, tính nết, cũng như là quan trọng là cái tình yêu của đối phương dành cho mình, cũng như là tình yêu của mình dành cho bạn ấy có thật sự là đủ lớn để chúng ta sống, hy sinh và sống với nhau cả đời hay không. Bởi vì tình yêu không phải là chuyện đùa ha. Khi mình cũng đã có một bị một cái lần mình đã hồi rồi, thì khi lần nào mình quyết định nữa là mình chắc chắn nắm tay nhau và đi một cái đoạn đường dài. Và cái cuộc sống hôn nhân thì không có phải là kiểu đi lai dạo hay là vô tâm hay là này kia. Mình cũng vậy, bạn nữ cũng vậy, mình cũng phải hiền lại chút xíu, hai bên lắng nghe nhau để cùng nhau xây dựng cái hạnh phúc cho hai bạn. Hy vọng là cái ngày cưới sẽ đến gần, rồi hai bạn sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc, rồi có những đứa con. Hai bạn còn muốn nói gì với nhau trước khi chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay không? Dạ là em cũng nhờ chương trình như vậy là em muốn đền bù lại cho Trang. Có một lần Trang giận em, nhưng em không biết, thực sự là em vô tư. Thì Trang mới nói ra tiệm vàng mua vàng anh ơi. Thì Trang mới lột cặp nhẫn nó ra, nói với em là anh ơi, thôi tới lúc này á, chưa đúng thời điểm để mình đeo những cặp này, thì thôi anh bán đi, rồi mua một sợi dây cho anh. Em mượn luôn, em mua luôn. Vậy em đang đeo đây, là em mua luôn một sợi dây đó. Là tháo hai nhẫn cặp của hai đứa dạ. ra. Thì em không biết là Trang đang giận và đang buồn. Thì bây giờ là em cũng nhờ chương trình là trong như vậy là em xin tặng lại Trang một chiếc nhẫn. Em đã chuẩn bị. À, có bonus thêm sợi dây nữa. Wow. Dạ. Nhưng mà lúc trước là tháo một cặp bán, giờ đeo có một chiếc à? Phải đeo hai đứa luôn chứ mới là một đôi. Dạ em có, để chứ. Nhà rồi. Cái này có giấy nha em nha, anh mua có giấy. Đeo mà không có đeo hết vô, mà đeo mỗi tuần vậy luôn á. Thì em đưa giùm anh đi. Trời ơi, sao thiệt luôn á. Được tặng nhẫn mà vẫn không thể là không giữ được. Rồi. Nói gì nữa không? Lần này là không có tháo nữa phải không? Trời dạ. Sao em cảm thấy như thế nào? Thì là em không có nghĩ là Tú sẽ mua một cái chiếc nhẫn khác để tặng chị. Nhưng mà lần sau cũng bớt vô tâm ha. Con gái nó không là có. Thôi cũng thông cảm, ta thiệt tình. Nhưng mà thật ra cái tình cảm ta vẫn dành cho mình. Thì là được rồi ha. Thôi vui lên, nhẫn rồi là vui lên. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn.
Xin mời Tú và Trang. Đây là những phần quà mà các bạn sẽ có cơ hội nhận được. Hồi nãy là các bạn nói rằng là các bạn đã mua một cặp nhẫn rồi đúng không? Tuy nhiên các bạn vẫn sẽ còn có cơ hội để mà nhận về cho mình là một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Các bạn còn có cơ hội nhận về là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Áo Cưới Island trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó là một phiếu mua hàng cũng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 5 triệu đồng. Thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 4 bình sữa đến từ chương trình Yêu Là Cưới như là một kỷ niệm dành cho các bạn khi tham gia chương trình. Xin mời các bạn chụp hình cưới chưa? Quyến rồi. Chị em đăng ký ở đây nè. Rồi xin mời bạn. Mày yếu dữ vậy không? Đủ lực tới nhẫn nè. Như vậy là các bạn nhận về cho mình là một thẻ xem phim đến từ Cinebox. Chúc mừng các bạn, vé xem phim trị giá là 1 triệu đồng. Hy vọng các bạn sẽ có rất là nhiều những khoảng thời gian vui vẻ tại Cinebox cùng với lại chúng tôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn này cũng lăng nhăng lắm chị. Em nghĩ là nói là đây hướng ngoại. Hướng ngoại kỳ vậy.